Vâng ạ, chúng ta lại tiếp tục nha. Vâng, như tôi vừa nói thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ hai của chính sách về giá, hay còn gọi là chiến lược giá, price strategy. Thì trong phần này thì tôi sẽ trình bày thêm cái cách mà chúng ta sẽ tạo cái chính sách giá cho các cái kênh khác nhau. Nếu như mà các anh chị có nhiều kênh, các anh chị là một cái nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh, hoặc là CEO, hoặc là trưởng phòng của những công ty mà chúng ta sẽ phải tìm kiếm rất là nhiều các cái kênh để bán hàng, đúng không? Thì bán lẻ, bán trực tiếp chỉ là một kênh thôi, và thậm chí chúng ta thấy rằng là có rất nhiều kênh trên thị trường. Và tôi sẽ liệt kê một số kênh ra, đúng không ạ? Thứ nhất là kênh nhượng quyền, thứ hai là kênh đại lý bán buôn có nhiều cấp, đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, đúng không ạ? Kênh đại lý ký gửi, kênh shop in shop, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta mở một cái corner, mở một cái góc trong một cái siêu thị đó. Rồi thì chúng ta có thể có kênh cộng tác viên, chúng ta có thể kênh trực tuyến theo cái hình thức là của các trang thương mại điện tử. Như vậy tôi đã liệt kê cho các bạn 5 kênh rồi. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng cái kênh một, được chưa ạ? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải xây dựng chính sách giá cho cái kênh nhượng quyền. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với khái niệm nhượng quyền. Thì các bạn biết rồi, nhượng quyền là một cách thức kinh doanh rất thông minh. Cái người nhận nhượng quyền, người ta sẽ bê nguyên cái mô hình kinh doanh của chúng ta ở một địa điểm này sang một địa điểm khác, chúng ta gọi là franchising đấy, đúng không ạ? Thì nhượng quyền chúng ta thường thấy trong lĩnh vực F&B, đó là trà sữa, đó là nhà hàng, đúng không ạ? Đó là trong lĩnh vực thời trang, chúng ta thường thấy mô hình nhượng quyền nó xảy ra rất là nhiều. Đây là một cái cách thức kinh doanh hết sức thông minh. Các bạn có thể xây dựng một mô hình chuẩn, sau đó các bạn nhượng quyền, hoặc các bạn cũng có thể nhìn thấy một mô hình chuẩn và các bạn nhận nhượng quyền, các bạn làm kinh doanh. Ok, thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là tôi cũng có 2 bằng đại học luật, tôi cũng khá là am hiểu về mô hình nhượng quyền dưới tư cách là một người am hiểu về luật pháp, cũng như là với tư cách một người làm kinh doanh. Và bản thân tôi cũng, công ty của tôi cũng đang làm mô hình nhượng quyền, nên tôi cũng biết một chút, và tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Tôi cũng không có kỳ vọng là các bạn sẽ trở thành những chuyên gia về nhượng quyền, nhưng chúng ta có thể biết một số những ý tưởng căn bản thôi, được chưa ạ? Và trong phần này là chúng ta sẽ nói về chính sách giá. Thế thì chúng ta sẽ nhận xét là gì ạ? Cái đối tượng mà chúng ta nhận nhượng quyền là ai? Chúng ta tìm kiếm ai để làm đối tác nhượng quyền, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có thể là đó là người quen của chính ban giám đốc của chính chúng ta, đúng không ạ? Những cái khách hàng tiềm năng của chính chúng ta. Và chúng ta có thể chạy quảng cáo để tìm những cái đối tác vãng lai ở trên mạng. Chúng ta có thể đưa cho họ những cơ hội như vậy, hoặc là chúng ta có thể tổ chức hội thảo về nhượng quyền, về cái mô hình này, giúp bạn kiếm tiền như thế nào, và sau đó sẽ có những cái nhà đầu tư họ đăng ký và chúng ta sẽ tư vấn cho họ để làm nhượng quyền, đúng không ạ? Thế thì mô hình nhượng quyền các bạn muốn hướng tới là mô hình gì? Ví dụ như là các bạn nhượng quyền là 100%, đối tác sẽ bỏ hết toàn bộ chi phí, hay là 70% đối tác bỏ chi phí, hay 50% đối tác bỏ chi phí. Số phần trăm đấy do bạn quyết định. Bởi vì nếu như 100% thì rủi ro sẽ đẩy hết cho đối tác, bạn sẽ rất ngon. Nhưng nếu thương hiệu của bạn yếu, bạn có thể sẽ không làm được việc đấy, đúng không ạ? Bạn sẽ cần phải chơi theo kiểu là nhà nước và nhân dân cùng làm. Tức là đơn vị nhận nhượng quyền và đơn vị nhượng quyền là mỗi người góp gạo thổi cơm chung. Đó. Tôi gọi nó là mô hình mỗi bên tham gia vào đầu tư góp vốn theo một tỷ lệ, mà bạn là chủ sở hữu, bạn sẽ quyết định cái việc đó 30%, 40%, 50%, 70% tùy, được chưa? Việc góp vốn này do hai bên thỏa thuận đó. Thế thì chúng ta có thể miễn phí phí nhượng quyền hay có thu phí, cái đấy là nằm trong hợp đồng. Mà nếu các bạn cần một cái mẫu hợp đồng nhượng quyền thì các bạn có thể liên hệ với tôi sẽ gửi tặng cho các bạn. Cái hợp đồng như vậy cũng trị giá rất nhiều tiền đấy ạ. Các bạn thuê luật sư viết tôi nghĩ không dưới 5-10 triệu đâu, tôi tin là như vậy, đúng không ạ? Vâng. Các bạn có thể gọi cho tôi số 0989623888 hoặc là email phananhonline@gmail.com, tôi sẽ tặng cho các bạn. Nhớ rằng nói rằng là tôi học cái chương trình Business and Marketing thực tế của anh Phan Anh. Ok, fast là như vậy nhá. Tiếp tục. Thế thì chúng ta lại đặt KPI ra xem là chúng ta sẽ phát triển bao nhiêu cửa hàng, được chưa ạ? 3 cái hay 5 cái hay 7 cái, ở những tỉnh nào, ở những địa phương nào. Đấy, thì ở những vị trí nào chúng ta cần phải vẽ ra, tưởng tượng ra hết, được chưa ạ? Rồi chúng ta cũng phải đưa ra cái mô hình tiêu chuẩn hóa, cửa hàng mẫu đã có, đúng không ạ? Diện tích mẫu, các cái bảng PL, đúng không ạ? Rồi thì tính toán chi phí dòng tiền,
cách thức hợp tác, quy trình hợp tác chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn. Cái đấy tôi gọi nó là bộ sale kit của nhượng quyền. Bộ sale kit này như tôi nói nó bao gồm là hợp đồng này, mô hình cửa hàng mẫu này, kế hoạch về doanh số này, chi phí này, dòng tiền này, điểm hòa vốn này, lợi nhuận kỳ vọng này, các cái chương trình marketing này, vân vân vân, đúng không ạ? Thì đối tác của chúng ta mới nhìn thấy, đối tác của chúng ta mới biết và họ mới yên tâm, họ bỏ tiền vào hợp tác với chúng ta, đúng không? Ví dụ như là chi phí thuê mặt bằng, chi phí đặt cọc mặt bằng, chi phí sửa chữa cửa hàng, chi phí đầu tư trang thiết bị bán hàng như máy tính, phần mềm, đúng không ạ? Chi phí hàng hóa để bán trong cửa hàng, chi phí tuyển dụng nhân viên, chi phí khuyến mại, chi phí marketing, các cái khoản chi phí khác đấy, thì chúng ta vẽ hết ra, chúng ta đưa nó vào, thì những cái khoản như vậy chúng ta có thể làm được rất chuyên nghiệp, đúng không? Thế rồi thì chúng ta cũng có thể làm gì ạ? Cho đối tác lựa chọn, ví dụ họ có thể góp vốn bằng mặt bằng, họ cũng có thể góp vốn bằng tiền hoặc cả tiền lẫn mặt bằng, họ có thể góp vốn bằng kinh nghiệm đấy, thì đôi khi chúng ta cũng phải cần kinh nghiệm của những đối tác, hoặc là họ góp vốn bằng hệ thống. Ví dụ bây giờ tôi mà ký hợp đồng được với Vingroup chẳng hạn, tôi ví dụ thế, đúng không ạ? Họ cho tôi bán các sản phẩm của tôi trong hệ thống Vincom, hệ thống Vinmart, đúng không ạ? Hệ thống VinDS, vân vân của họ, thì thực sự là quá là tuyệt vời, đúng không? Thì kể cả trong trường hợp này họ cũng không cần phải bỏ chi phí ra, thì tôi cũng đã là thấy là quá là tuyệt vời rồi, bởi vì mình khai thác được hệ thống của họ, đúng không ạ? Mình khai thác được kinh nghiệm của họ đấy. Thế rồi mình tính toán lợi nhuận thì sẽ chia bao nhiêu phần trăm, lợi nhuận thì bằng tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí, và chúng ta hạch toán, sau đó chúng ta chia cho cả hai bên, đúng không ạ? Thì đấy chính là cách mà chúng ta sẽ thực hiện và cách chúng ta sẽ làm nhượng quyền. Và cái bộ chính sách này chúng ta phải xây dựng, làm PowerPoint, làm Excel, làm Word, và sau đó chúng ta thuyết trình, chúng ta đàm phán với khách hàng qua email, và chúng ta tiến tới ký hợp đồng, đặt cọc và chúng ta triển. Thế thì chúng ta cũng cần phải có chính sách giá cho phần nhượng quyền, đúng không? Ví dụ như nhượng quyền thì họ sẽ nhận được 50% hay là 70% hay là 40% cho một cái sản phẩm chúng ta bán. Bởi vì tất cả nó chỉ có 100% thôi mà, đúng không ạ? Ví dụ như bạn làm nhượng quyền mỹ phẩm, cái giá niêm yết họ bán 1 triệu thì mình có thể chiết khấu cho họ 40% là 400 ngàn, đúng không ạ? 400 ngàn đấy để làm gì? Để chi phí cho nhân viên, chi phí cho quảng cáo, chi phí cho cửa hàng. Họ bán được nhiều thì họ sẽ lợi nhuận cao hơn và họ sẽ hợp tác với mình. Thậm chí 40% chưa đủ thì phải là 45, 50, 55. Cái điều đấy thì phụ thuộc vào từng ngành hàng các bạn nhé. Bởi vì chúng ta làm nhượng quyền mà. Đó, là chúng ta phải tính toán hết cho khách hàng. Ok, xong phần thứ nhất. Sang phần thứ hai là tôi muốn nói về cái chính sách giá dành cho đại lý bán buôn. Nếu như các bạn phát triển đại lý bán buôn, trong đại lý bán buôn thì các bạn sẽ định nghĩa thành các cái cấp đại lý khác nhau. Ví dụ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy, hay là cấp gì ạ? Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, sau đó đến cấp tỉnh thành, sau đó cấp quận huyện, chúng ta có thể chia thành nhiều cấp khác nhau. Và mỗi một cái cấp khác nhau thì nó sẽ có mức chiết khấu khác nhau, có đúng không ạ? Ok. Thế thì đại lý bán buôn ở đây là gì ạ? Đó chính là những cái đại lý sẽ nhập các sản phẩm của chúng ta theo hình thức là mua buôn, mua sản lượng lớn. Vậy sản lượng lớn là như thế nào? Chúng ta sẽ quy định là khối lượng mua là bao nhiêu tiền đấy trên một đơn hàng. Ví dụ khối lượng mua là 100 triệu, khối lượng mua là 50 triệu hay khối lượng mua là 100 đơn vị hàng hóa. Đấy thì cái đấy là chúng ta sẽ định nghĩa và cái mức chiết khấu sẽ được tăng dần dựa trên cái khối lượng mua. Ví dụ khối lượng mua là 5 triệu thì mức chiết khấu của bạn chỉ là 10%. Nhưng khối lượng mua là 50 triệu thì mức chiết khấu có thể lên đến 20%. Khối lượng mua là 100 triệu, mức chiết khấu có thể lên đến 30%. Tôi giả sử là như vậy. Ok, thì phần này chúng ta đã biết rồi, nó vẫn nằm trong chính sách, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tính hết các chi phí này để làm sao nó không bị xung đột giữa các kênh. Đấy là cái ý mà tôi muốn nói. Thì bạn sẽ lập ra một cái bảng Excel hoặc là một cái bảng Word cũng được. Bên này bạn sẽ đưa là giá trị đơn hàng, đúng không ạ? Mức độ chiết khấu bao nhiêu phần trăm, chương trình khuyến mại dành thêm cho đại lý nếu có, đúng không ạ? Ví dụ họ nhập là từ 5 đến 20 triệu đồng, tôi giả sử thế, thì chiết khấu 30%, từ 20 đến 40 triệu chiết khấu 35%, từ 40 đến 100 triệu chiết khấu 40%, đúng không ạ? Từ 100 triệu cho đến 150 triệu chiết khấu 45%, vân vân. Thì các bạn có thể tạo ra những hình thức như vậy. Đấy. Nhưng nhớ rằng là phải cân đối với hình thức nhượng quyền, phải cân đối với những cái hình thức khác, bởi vì nếu không thì sẽ xung đột. Ok ạ. Tiếp tục là đối với đại lý thì ai là người trả tiền chi phí giao hàng? Bạn trả hay là đối tác của bạn trả? Giao hàng miễn phí ở những khu vực nào? Giao hàng có phí ở những khu vực nào?
thời gian giao bao nhiêu ngày, cách thức giao như nào mình cũng phải tạo ra hết, đúng không ạ? Chính sách thanh toán. Thanh toán như thế nào, đặt cọc như thế nào, thanh toán trước 100% hay thanh toán bao nhiêu phần trăm, chuyển khoản hay như thế nào đấy thì chúng ta cũng phải đưa hết vào trong cái phần hợp đồng, đúng không ạ? Chính sách đổi hoặc trả hàng hóa. Thí dụ như công ty của bạn hỗ trợ đổi bao nhiêu phần trăm giá trị đơn hàng, ví dụ 20% giá trị đơn hàng hoặc là số lượng mặt hàng họ đã mua. Giả sử nhé, họ nhập của tôi 1.000 sản phẩm tương đương với 1 tỷ thì họ có quyền được đổi lại 20% giá trị đơn hàng tương đương với 200 mặt hàng hoặc là tương đương với 200 triệu, đúng không ạ? Thì họ có quyền đổi, thì cái chính sách này có hay là không, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu ngày do bạn quyết định. Nhưng mà tôi muốn gợi ý cho các bạn như vậy, được chưa ạ? Đấy, hỗ trợ trả lại như thế nào, bao nhiêu phần trăm, trong thời gian bao nhiêu lâu, và chi phí mà bạn chuyển đến thì bạn trả rồi, thì chi phí chuyển lại thì đại lý sẽ phải trả hay không, bạn phải xác định rõ cái việc đó, được chưa ạ? Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn khá là chi tiết về cái chính sách dành cho đại lý bán buôn.